Nằm sâu trong thung lũng của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, những quả đồi trồng ngô sắn này đã được phủ màu xanh của xoài tròn, loài cây đặc sản của huyện Yên Châu. Tương truyền xoài tròn đã có ở Yên Châu từ 200 năm trước, nhưng trái xoài tròn chỉ thực sự phát huy giá trị vào khoảng 10 năm trở lại đây. Từ loài cây chuyển đổi, xoài tròn đã trở thành trái cây làm giàu của người dân tộc Thái ở Yên Châu. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay khi đến với xã Sạp Vặt, huyện Yên Châu của tỉnh Sơn La thì tôi đã phải trang bị cho mình một bộ trang phục, như quý vị có thể thấy là một đôi dép lê như thế này. Vì sao ạ? Bởi vì để có thể trải nghiệm trên những vườn xoài tròn của Yên Châu vào thời điểm này thì đặc biệt là sau những ngày mưa thì đường xá khá là lầy lội và khó đi lại. Vì vậy mà theo lời của những người nông dân thì ngày hôm nay tôi sẽ phải đi những chiếc dép lê như thế này để có thể lên được những triền đồi dốc, trải nghiệm cùng bà con khám phá một vụ mùa đang thu hoạch những trái xoài tròn ở Yên Châu. Và thời điểm này cũng là dịp sắp tới lễ hội xoài tròn Yên Châu, cũng là thời điểm cuối cùng của vụ mùa xoài Yên Châu sẽ kết thúc. Tuy nhiên thì tại một vườn xoài, nhờ những kỹ thuật đặc biệt mà người dân vẫn có thể duy trì những trái xoài cho tới thời điểm này để gia tăng giá trị kinh tế và đem những trái xoài ngon nhất tham gia vào lễ hội xoài. Và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi trải nghiệm không khí của vụ mùa thu hoạch xoài tròn tại xã Sạp Vặt, huyện Yên Châu của tỉnh Sơn La. Đây là khu vực trồng xoài tròn của hợp tác xã Xuân Tiến, xã Sạp Vặt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La với diện tích khoảng 5 ha. Điểm đặc biệt đó là hầu hết các vườn xoài tại Yên Châu đều được chuyển đổi từ các triền đồi trồng ngô, sắn. Với độ dốc địa hình cao nên việc canh tác và thu hoạch xoài đều khá vất vả. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì vườn xoài mà tôi có mặt tại huyện Yên Châu vào thời điểm này là một vườn xoài nằm khá sâu, và để vào được đến đây thì tôi với chú Xuân đã phải đi bộ để có thể vào đến đây, trải qua những con đường rất là lầy lội. Và đây là khu vực vườn xoài của hợp tác xã Xuân Tiến do chú Xuân làm giám đốc, và hôm nay cũng đã tới vào cuối vụ xoài rồi, nhưng mà vườn xoài nhà chú Xuân do áp dụng những kỹ thuật nhất định thì vẫn còn một diện tích xoài đang thu hoạch, và tôi rất may mắn hôm nay được cùng với chú sẽ cùng trải nghiệm xem là những thời điểm hái xoài cuối vụ ở Yên Châu đang diễn ra như thế nào. Chú Xuân ơi, hiện giờ thì vườn nhà mình đang thu hoạch thì hôm nay chắc là chú cho cháu được trải nghiệm hái xoài cùng với chú được không ạ? Đợt này ở huyện Yên Châu là mưa rất nhiều. Và cái xoài tròn Yên Châu chúng tôi là phải trồng ở cái đất dốc thì mới là quả nó mới được chất lượng cao. Vì thế nên là đường khó đi, không biết là phóng viên có đi theo tôi lên hái cái cây xoài đang sai quả kia không được không? À thế ạ. Như chú Xuân nói và tôi cũng thể quan sát ở đây, đường lên triền đồi nó khá là trơn trượt. Mặc dù là chú Xuân cũng đã tạo một số cái lối đi rồi, nhưng mà tôi cũng sẽ rất cố gắng cùng với chú để có thể vượt qua cái đoạn đường lầy lội này lên được với cái cây xoài mà chú đang giới thiệu là rất là sai quả. Chú ơi, chú cháu mình đi chú nhá. Dạ vâng, này chú ơi. Vào đây chú. Dắt. May mà chú đã tạo mấy cái đường đi như thế này rồi đấy ạ. Ôi, chú đã trơn đấy chú ạ. Vâng ạ, đây, em chào chị ạ. Theo lời ông Xuân kể, xoài tròn đã bén rễ ở Sơn La từ 200 năm trước. Nhưng thời kỳ đó, người dân chỉ trồng xoài để phục vụ nhu cầu trong gia đình. Cho tới năm 2012, khi xoài tròn Yên Châu được công nhận chỉ dẫn địa lý, những quả đồi trồng ngô, trồng sắn đã được thay thế bởi loài cây này. Ngày xưa chỉ có 2-3 nghìn một cân. Trước các cụ trồng bằng hạt thì phải sau 7-8 năm sau nó mới cho ra quả. Thế kinh tế nó nói chung là thu nhập nó là quá là thấp. Năm 2012, xoài tròn Yên Châu được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chỉ dẫn địa lý, trong đó khu vực chỉ dẫn gồm các xã Triền Tằn, Viêng Láng, Sạp Vặt. Nhờ chứng nhận này, trái xoài tròn Yên Châu đã có bước nhảy vọt về giá trị, từ chỗ chỉ 2-3 ngàn đồng 1 kg đã tăng gấp 10 lần, đạt giá trị khoảng 20-30 ngàn đồng 1 kg. Người dân đã tích cực trồng mới và bảo tồn giống xoài cổ Yên Châu. Hợp tác xã Xuân Tiến do ông Quang làm giám đốc đã tiên phong xây dựng thương hiệu xoài Yên Châu. Hiện nay với 20 thành viên chính thức và 18 hộ liên kết, hợp tác xã có vùng trồng xoài lên tới 60 ha. Gia đình chị Quang Thị Việt là một trong những thành viên đầu tiên tham gia cùng hợp tác xã Xuân Tiến với diện tích xoài đạt khoảng 3 ha đang vào dịp thu hoạch. Kéo em. Trơn quá. Xoài thì cao mà đường thì trơn. Chị Việt ơi,
chú Xuân có dẫn em lên đây để hái xoài thì em thấy chị cũng đang hái, thì chị hướng dẫn cho em một chút xem là bây giờ mình sẽ hái được những cái quả xoài nào ạ chị? À, quả xoài ở đây mình hái thì hái những cái quả mà ở đây cái vỏ nó còn xanh đậm như này em ạ. Xanh đậm như này mình đã hái rồi, có sợ là nó còn non và chưa chín không ạ? Xanh vỏ nhưng mà đỏ lòng em. À, xanh vỏ đỏ lòng. Mình nên hái cái quả vỏ nó xanh đậm như thế này em ạ. Xanh đậm như thế này. Vâng, và có một chút ánh vàng ở cái đuôi này này. Em ơi, nhưng mà với cái cây xoài mà nó cao như thế này, nhìn từ xa thì làm sao mà mình có thể phân biệt được chính xác là quả nào hái được, quả nào chưa hả chị? Mình có phân biệt được em ạ. Bởi vì mình trèo lên thì mình cũng nhìn thấy mình cũng nhìn thấy cái màu của nó ấy. Thế thì nếu mà em chưa biết trèo thì chắc là em sẽ dùng thử cái cây này để hái đúng không ạ? Em thử hái trải nghiệm đi. Vâng, chị thử chỉ cho em xem quả nào đã hái được ạ. Để em thử xem nhá. Cái chùm ở đây đã hái được chưa hả chị? Cái này còn xanh em ạ. À, cái này còn xanh ạ? Em xem thử xem nào. Như là quả này chẳng hạn. Quả này là hái được rồi ạ. Ôi, chứng tỏ là phải tinh mắt chị ạ. Vì em nhìn ở đây cái màu xanh của xoài nó lẫn trong màu lá. Khác với các loại xoài thông thường, xoài Yên Châu ngay cả khi đã chín thì vỏ vẫn giữ nguyên màu xanh. Trái xoài chỉ có kích thước khá nhỏ, chỉ bằng nắm tay, nhưng đều có trọng lượng nặng từ 2 cho tới 3 lạng. Chính vì thế, để hái được những trái xoài chín nằm trên ngọn cây cao là một công việc không hề dễ dàng. Như thế này chúng ta mới có thể thấy rằng là để hái được 1 kg xoài, quả thực là với những người dân ở Yên Châu không hề đơn giản một chút nào đâu. Vì là chúng ta sẽ phải hái trên những cây xoài rất là cao và ở trên một cái triền đất dốc, đặc biệt là trong những cái ngày mưa và trơn như thế này. Thực sự là với một người mới như tôi để đứng trụ vững, hái xoài cũng là một việc rất là khó quý vị ạ. Rồi, trời ơi. Hai quả này đã đạt tiêu chuẩn chưa chị? Được rồi em. Rồi, chị em mình di chuyển xuống phần dưới để hái tiếp nha. Em thấy dưới kia có nhiều quả cũng đang khá là chín chị ạ. Được, chị có quả chín rồi. Vâng, thế chị em mình di chuyển xuống dưới kia chị nhá. Với những trái xoài mọc ở rìa ngoài của tán cây sẽ phải hái bằng xào. Còn phần lớn để thu hoạch nhanh, chị Việt và bà con ở đây đều trèo lên cây để thu hoạch. So với những cây xoài Yên Châu bản địa cao từ 10 tới 20 mét, thì những cây xoài của Hợp tác xã Xuân Tiến chỉ cao từ 3 tới 5 mét, được xếp vào loại dễ thu hoạch. Theo chia sẻ của chú Xuân, đây đều là những cây xoài đã được lai cải tạo để giúp vượt chăm sóc, thu hái thuận tiện hơn. Phần dưới này là gốc cây xoài dại. Dạ. Tại sao chúng tôi chọn lấy cái cây xoài dại là cái xoài dại là không có sâu bệnh. Dạ. Và bộ rễ phát triển rất khỏe. Vâng. Xong là cái phần trên là phần mắt ghép. Ừ. Mắt ghép của xoài tròn là chúng tôi phải lấy từ cái cây đầu dòng. Dạ. Để nó đạt tiêu chuẩn. Vâng. Thì chúng tôi mới ghép vào cái phần này. Dạ. Cái phần thế là như cái cốc xoài này của chú đã được bao nhiêu năm rồi ạ? Cái này chúng tôi trồng từ năm 2017. Vâng. Thế là đã được 2024 đã 7 năm rồi. 7 năm rồi. Dạ. 7 năm rồi. Thế là như lời, thưa quý vị và các bạn, như lời mà chú Xuân chia sẻ thì tất cả những cây xoài trong vườn nhà chú và hầu hết các hộ dân ở huyện Yên Châu hiện giờ đều là những cây xoài được lai ghép đúng không ạ? Được lai ghép với những cái gốc. Đây quý vị có thể nhìn thấy cái phần gốc nó hơi lồi ra này là gốc của những cây xoài dại mà có khả năng sinh trưởng phát triển tốt với cái vùng đất bản địa của Sơn La. Sau đó sẽ được ghép trên cành chú nhỉ? Cành của những cây xoài tròn Yên Châu, bởi vì với việc mình trồng những cái cây xoài mà từ hạt thì phải 7-8 năm mới cho ra quả. Vì vậy mà người dân đã quyết định là lai ghép cải tạo, đã quyết định là ghép mới từ trên những cây non là cây xoài dại. Và như vậy là chỉ sau khoảng 3-4 năm là đã có thể thu hoạch rồi. Ví dụ như với vườn nhà chú Xuân với hiện nay là 7 năm mà đã được cho thu hoạch tới 4-5 vụ xoài rồi thì nó khá là năng suất và hiệu quả, đặc biệt là chất lượng quả xoài cho ra cũng rất là thơm ngon với những cái kỹ thuật mà người dân đang ngày càng nâng cao như hiện nay ở Yên Châu ạ. Cây ghép chỉ sau khoảng 2 năm đã bắt đầu cho thu hoạch. Nhờ ưu thế lai nên cây thấp, tiện lợi cho việc chăm sóc, tỉa cành, tạo tán và thu hái. Nhờ vậy, trái xoài không chỉ cho chất lượng quả to, đều, mà năng suất cũng tăng từ 1,5 đến 2 lần so với xoài tròn cổ, đạt khoảng 6 tấn một hecta. Việc ghép xoài Yên Châu với giống xoài dại giúp hạ thấp chiều cao của cây. Tuy nhiên, trái xoài thu được lại vẫn giữ nguyên được hương vị, hình dáng vốn có của cây xoài tròn. Giờ phóng viên hái xoài cũng mệt rồi. Dạ. Thì chú muốn mời cháu một miếng xoài của hợp tác xã của xoài tròn thương dạ. hiệu của Yên Châu. Vâng ạ. Tốt quá, cháu cũng rất là muốn được thử thức hương vị như thế nào ạ. Mời phóng viên. Đây. Thưa quý vị và các bạn, danh tiếng của xoài Yên Châu chính là xanh vỏ, đỏ lòng. Đây là về mặt hình thức, còn mùi thơm ạ.
xoài Yên Châu chỉ cần bổ ra thôi là đã ngửi thấy một mùi thơm rất là quyến rũ rồi, và chúng ta sẽ thử xem hương vị như thế nào. Thế à, xoài mình ăn ở nhà với là ăn ở trên vườn thì cảm giác nó có khác nhau không? Có chú ạ, cháu thấy ăn ở trên vườn sau cái khoảng thời gian mà cháu phải tự tay hái một cái trái xoài trên một cái triền đất dốc khó khăn thế này, cháu thấy là cháu ăn cái hương vị của trái xoài này cháu thấy nó ngon phải gấp 10 lần chú ạ. Vâng, vì đấy là cũng là một là cũng là thành quả của dạ. của sức lao động mình. Dạ. Thế thì cháu sẽ ăn hết miếng này rồi cháu sẽ phụ chú hái nốt cái phần còn lại chú nhá. Sau khi thành công với kỹ thuật lai ghép, ông Xuân còn đang thử nghiệm để xoài ra quả trái vụ. Đó cũng là lý do vì sao vụ xoài đã kết thúc nhưng vườn của hợp tác xã Xuân Tiến vẫn có một diện tích cho thu trái. Mỗi năm tổng sản lượng xoài từ các xã viên của hợp tác xã Xuân Tiến đạt trung bình khoảng 300 tấn, được hợp tác xã bao tiêu toàn bộ với giá cao hơn thị trường khoảng 20%. Năm nay do ảnh hưởng của tình hình thời tiết nên sản lượng xoài giảm chỉ còn khoảng 1/2, tuy nhiên giá bán lại cao hơn nên mức thu nhập của người dân trong hợp tác xã vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở một quy trình canh tác, thu hái được quản lý chặt chẽ, để có một hiệu quả kinh tế cao từ cây xoài, việc sử dụng thương hiệu xoài Yên Châu cũng được những người dân tại Yên Châu thực hiện nghiêm ngặt. Yên Châu là một huyện vùng cao của tỉnh Sơn La. Nơi đây có 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là người Thái đen. Cây xoài là loại cây phát triển kinh tế của khoảng 70% người dân tại Yên Châu. Tuy nhiên, không phải loại xoài trồng ở đâu cũng được sử dụng thương hiệu xoài Yên Châu. Vùng chỉ dẫn địa lý cho thương hiệu xoài Yên Châu nằm trên địa bàn các xã Sập Vật, Triền Tằn, Viêng Láng và xoài phải được canh tác theo đúng tiêu chuẩn. Vâng, bây giờ nông sản xuất theo hữu cơ là trái xoài nó sẽ ngon và ngọt hơn so với là trước kia là dùng cái phân bón hóa học. Theo hữu cơ là quả xoài nó to ra và mùi thơm nó thơm được lâu hơn so với là dùng cái phân hóa học. Quý vị và các bạn, đây là những trái xoài tròn Yên Châu mà trong buổi sáng sớm nay tôi cùng với chú Xuân và một số những thành viên của hợp tác xã đã thu hoạch để về tập hợp tại hợp tác xã này. Và chú Xuân ơi, hôm nay là mình có bao nhiêu cân xoài tập hợp về đây để chuyển đi xuống dưới xuôi ạ? Vâng, hôm nay là có 2 tấn đơn hàng phải chuyển về dưới xuôi. Dạ. Sau khi bà con thu hái ở trên vườn là bọn tôi tập trung về trụ sở hợp tác xã để tập trung là sơ chế xong là đóng gói để dán tem mác để gửi đi. Những trái xoài đạt tiêu chuẩn sẽ được ông Xuân tập hợp về hợp tác xã để sơ chế, đóng gói và dán nhãn thương hiệu xoài Yên Châu trước khi đem đi tiêu thụ trên thị trường. Tùy theo xoài loại 1 hay loại 2 mà giá bán của xoài tròn Yên Châu dao động từ 20 tới 25 ngàn đồng 1 kg. Sau khi được phân loại, xoài sẽ được dán tem thương hiệu xoài Yên Châu. Toàn bộ tem dán và bao bì đóng gói mang thương hiệu xoài Yên Châu đều được hỗ trợ từ nguồn ngân sách của Ủy ban Nhân dân huyện, cung cấp cho các đơn vị canh tác xoài đạt tiêu chuẩn. Việc quản lý sử dụng tem, nhãn cũng được người dân và các đơn vị hợp tác xã như ông Xuân tuân thủ nghiêm ngặt để tránh tình trạng trà trộn ảnh hưởng tới thương hiệu địa phương. Nhưng, sau khi khách hàng quét mã QR đã truy cập được các thông tin của sản phẩm của hợp tác xã, là ngày đóng gói và ngày sản xuất và hạn sử dụng, tin về liên quan đến quả xoài trong hợp tác xã là nó nằm ở trong cái tem truy xuất nguồn gốc. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chú Xuân đã cùng với tôi dán tem lên một trái xoài như thế này, và chỉ những trái xoài, những chiếc tem đã được sử dụng thì mới được kích hoạt, khi đó thì tem mới có tác dụng và khách hàng mới có thể truy xuất được nguồn gốc. Và bây giờ tôi sẽ thử kích hoạt chiếc tem này xem là có đúng là sẽ truy xuất được nguồn gốc từ hợp tác xã xoài Xuân Tiến không quý vị nhá. Cháu sẽ thử dùng điện thoại đúng không ạ? Ồ, đây rồi ạ, ra xoài tròn Yên Châu. Đây là hình ảnh của chú với các thành viên hợp tác xã đây ạ. Vâng, đúng rồi. À, ngày sản xuất này, tên sản phẩm, thông tin cơ sở. Chúng tôi là bắt đầu là làm thương hiệu xoài tròn là bọn tôi là phải tính ngay đến cái tem truy xuất nguồn gốc. Vâng, để khách hàng người ta không nhầm lẫn cái sản phẩm của hợp tác xã hay là đơn vị khác. Trong thời gian qua thì huyện cũng đã tập trung chỉ đạo không để các cái xoài của các vùng khác để lẫn vào những cái xoài tròn để mất đi cái thương hiệu hình ảnh của những cái sản phẩm xoài của Yên Châu. Hiện toàn huyện Yên Châu có 3.283 hecta xoài, trong đó có khoảng 200 hecta là xoài tròn.
Trái xoài tròn Yên Châu cũng là một trong hai giống xoài trên cả nước được công nhận chỉ dẫn địa lý. Đây là một lợi thế lớn để huyện Yên Châu nâng cao giá trị cho sản phẩm này, từ đó thúc đẩy kinh tế người dân địa phương, đồng thời duy trì và bảo tồn vùng sản xuất trồng xoài đặc sản của người đồng bào dân tộc Thái nơi đây.